lắp lần đầu tiên nhé. Anh lắp như bình thường, lắp một cái lưỡi lên trước. Rồi. Xong anh đặt cái hai này lên. Thì cái nếu như bình thường mà lắp lưỡi quấn anh để như này. Quấn thì anh để như này ập vào. Rồi. Còn lưỡi bào thì anh gập cho em cái này vuông lại. Vào đây. Đấy. Thế xong thì anh như này. Thì anh lắp một cái lưỡi mẫu rồi. Anh gập này cho em, gập này xuống này để lắp lưỡi bào này. Đấy, anh như thế này hạn. Anh chỉnh cái bên kia thế. Quay chỉ một cái thôi, nó vào cái số nào thì anh vặn cái còn lại đúng số như thế. Thì là từ lần sau đi nó có số định mức là độ cao của anh mong muốn rồi. Nhưng riêng lần đầu thì anh cái này là chưa căn chỉnh. Và thì là anh lắp cho em một cái lưỡi làm chuẩn thôi. Xong chỉnh nó có số đây rồi anh chỉnh cái này theo. Và riêng lắp lưỡi bào thì anh gập cho em cái này xuống. Đây anh gập cái này lại. Tức là để cả cái này thì lắp trục máy quấn. Nếu mà để cả thì lắp trục mà anh gập này thì lắp lưỡi bào. Đấy. Anh có thể gập như này cũng được. Như nào tùy anh, như thế này. Thì là ra lắp lưỡi bào ở trên mặt bàn thì chưa.